Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái dự án sử dụng ví Binance Smart Chain, đó là con POZ. Dự án này sẽ có giá khoảng 12 đô la và tương đương với khoảng 200 token POZ các bạn nhé. Thì các bạn sẽ chatbot ở trên Telegram để nhận cái token này. Thì trước khi mà tham gia cái dự án này, yêu cầu các bạn phải có cái Telegram này, tài khoản Twitter này, tài khoản Facebook nhé, và một cái ví BSC BEP20 đấy. Thì các bạn ấn vào Start Bot theo hướng dẫn của mình để nhận coin free. Các bạn ấn Start nhé. Các bạn ấn Join Airdrop. Ở đây thì các bạn vào Join cái group này một cái này. Tiếp theo các bạn Join tiếp cái nữa là hai này. Quay lại thì các bạn theo dõi Twitter và retweet lại pin post này. Theo dõi Facebook và chia sẻ một bài viết này. Visit staking platform. Nó cũng đơn giản thôi, mấy cái dự án. Đây các bạn ấn Flow nha. Dưới này các bạn ấn Like và Retweet. Ở đây thì các bạn cũng ấn vào Flow cho mình. Ở dưới thì các bạn cũng Like và Retweet một cái chia sẻ một cái bài viết này nhé, cho mình nhé. Chia sẻ. Các bạn vào cái trang chủ của mình, bật cái chế độ public lên. Đây thì mình đang có chế độ này, các bạn bỏ công khai ra nhé. Đấy, ở đây thì nó cũng có cái website của nó, các bạn có thể farm cái đồng này, mua bán các thứ nha. Đấy, cũng khá là ok. Ok thì quay lại các bạn ấn vào submit details. Các bạn ấn vào don, tại vì mình đã theo rồi mà, theo dõi Twitter, retweet là pin post và dán profile link, thì mọi người vào profile copy lấy link nhé, link profile paste vào đây. Tiếp theo là các bạn chia sẻ lên Facebook và dán profile link, thì profile link thì mọi người chỉ cần vào cái trang chủ của mình thôi, copy lấy link nhé, mọi người dán vào đây. Tiếp theo thì mọi người sẽ ấn vào visit, cái này thì mình ấn don tại vì mình đã vào rồi. Ở đây thì các bạn sẽ sử dụng ví Binance Smart Chain nhé, BEP20. Thì các bạn cũng có thể sử dụng ví ở trên 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 ví này, đây BEP20 Binance Smart Chain này. Account 1 ở đây mình có một ít này. Các bạn copy lấy này, paste vào đây. Rồi, như thế là các bạn sẽ theo dõi một cái group này nữa. Airdrop Ninja, các bạn ấn vào Don, theo dõi chuyên chờ và retrain lại pin post, Don tiếp. Rồi, ok, như thế đã hoàn thành cái nhiệm vụ của cái dự án này nhá. Đấy, ok, bạn nào mà chưa tham gia cái dự án này thì các bạn đăng ký nhé. Link mình sẽ để ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần mở rộng. Bạn nào mà theo dõi video của mình và quên hoặc là chưa đăng ký kênh của mình nhé, thì các bạn đăng ký kênh cũng như là like, chia sẻ, ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.